tôi là Việt Thắng, tôi có biệt hiệu là Vinbox. Mình thì là một người rất là hay cười. Trước đây đi học thì mình là học sinh khá là vô kỷ luật. Các bạn bị mắng thì mặt rất là vừa, Nhưng mà mình bị mắng thì lúc đầu thì cô giáo tỏ ra khá là khó chịu. Sau một thời gian thì cô giáo nhận ra rằng là cái tính mình như thế. Nó là cái phản xạ của mình không sợ. Mình hay cười vậy thôi. Trên đời này thì mình thấy là mình sợ nhất là con chuột. Con chuột nó có cái mõm này, nó cái hình thù của nó mình rất là sợ. Mà đặc biệt là chuột chết. Trong nhà chung thì mình có gu âm nhạc không giống ai. Những cái ca khúc mà tất cả các anh chị rồi các bạn ở trong nhà chung biết và hát cùng nhau thì mình lại không biết. Và những cái ca khúc mà mình thích và mình biết thì các bạn lại không biết. Ưu điểm nhất ở con người mình là mình có một tính là rất là kiên trì, rất là kiên định. Mình muốn làm một thứ gì đấy thì chắc chắn là mình sẽ làm thứ đến cùng và mình sẽ làm bằng được. Tuần này thì mình lựa chọn một ca khúc là This Is A Man World. Mình thích ca khúc này bởi vì cái chất nhạc cũng như cái chất giọng rất manly, rất mạnh mẽ và khá là phóng khoáng. Mình mong là với sự trình diễn lần này của mình thì khán giả sẽ nhớ đến một Việt Thắng rất là manly, rất là phóng khoáng ở trên sân khấu của Việt Nam Idol mùa 7. anh phải gật đầu kết này thì em thì thôi anh cứ xong rồi anh theo ra luôn. Without a woman or a girl, yeah,
Chúc mừng chàng trai. Nhân là bạn hát ca khúc này và bạn nói rằng bạn muốn khán giả nghĩ về bạn là một hình ảnh Việt Thắng manly và phóng khoáng ở trên sân khấu. Thì với Việt Thắng thì tiêu chuẩn về một người đàn ông là phải như thế nào? Suy nghĩ của em về một người đàn ông là phải mạnh mẽ, khỏe mạnh để có đủ sức để gánh vác những công việc mình phải làm, ví dụ tất cả những công việc mình phải làm để bảo vệ được gia đình cũng như phát triển gia đình. Mạnh mẽ để gánh vác mọi công việc, bảo vệ gia đình, phát triển gia đình. Tóm lại, đấy là hình ảnh của một người đàn ông gia đình đúng không ạ? Rất là hồn nhiên. Tôi nghe rằng Việt Thắng là một thí sinh mà bị chị Thu Minh mắng nhiều nhất trong khi tập, có đúng không ạ? Có đúng không em? Cũng không hẳn. Cũng không hẳn, thế chưa? Thế chị như thế nào đối với em? Lúc chị... Chị cũng mắng nhiều nhưng chị động viên nhiều ạ. Và cái quan trọng giống như bạn nói là bạn muốn cái gì bạn sẽ cố gắng làm bằng được. Và rõ ràng là bị mắng nhiều thế, nhưng mà tôi thấy là ngày hôm nay trình diễn ở trên sân khấu như vậy là hình như là cũng đã quên đi những cái mắng đó rồi. Đúng không? Anh Quang Dũng ạ, anh cảm thấy thế nào về phần trình diễn vừa rồi? Đầu tiên nói về em trước đi thì anh đặc biệt có một cái cảm tình với em. Bởi cái phong cách, cái chất của em nó có gì đó nó rất là hiện đại. Một cái sự gần gũi của giống như một bad boy, một cái người, một cái văn hóa đường phố. Anh rất là thích cái đó. Em có cái duyên ở sân khấu khi em trình diễn. Nhưng anh nhắc em khi mà cái phần mà trả lời phỏng vấn mà anh xem video á, thì cẩn thận, cái đó thì nó khác hẳn. Nếu mà mình nói thẳng ra thì nó với anh thì nó hơi vô duyên. Nhưng mà trên đời này cũng hay nha, anh có mấy người bạn vô duyên mà vô duyên đạt tới một cái đỉnh mà nó cao á, tức là thành có duyên luôn. Thì em phải cố gắng đạt được cái đỉnh đó làm hồi. Ai, bạn anh là ai? Anh nói tên được không? Còn cái phần trình diễn hôm nay thì anh nghĩ cái bài này là bài anh rất là thích, bài này rất là hay. Nhưng mà vì cái phần trả lời phỏng vấn của em trước đó nó làm cho em hơi mất tập trung vào cái câu đầu. Cho nên sau đó anh thấy em có vẻ hơi lúng túng, cảm giác là cái bài này, anh nghĩ với cái bài này nó cần phải thấm hơn nữa, nó cần phải có thời gian hơn nữa. Với một cái tuần nó ngắn như vậy, anh nghĩ là nó hơi khó với em. Với cái bài hát này nó anh nghĩ là hôm nay em không thành công, nhưng anh nghĩ là người ta cũng nhận thấy được cái chất và cái giọng của em. Cho nên anh, em là thí sinh mà anh rất là mong muốn khán giả nhắn tin để em đi tiếp, bởi vì anh nghĩ em còn gặp được nhiều điều nữa và nhiều điều thú vị nữa ở vòng sau. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh ạ. Và xin mời Bằng Kiều. Cũng đúng là những cái lời anh Dũng nói với em ấy, thì anh hy vọng rằng em ghi nhớ. Anh thì anh thích em ở cái chất giọng đúng là rất là manly, và cái màu giọng rất là riêng biệt, không bị pha trộn. Và khi mà em cất lên thì người ta biết ngay đó là em. Đó là cái điều quan trọng nhất mà anh chị ở đây và những người tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam muốn tìm kiếm. Em có cái lợi thế đó. Nhưng mà đúng là cái tiết mục hôm nay của em là em bị manh động. Anh cảm giác là em rất là manh động, tức là em không hoàn toàn tự tin, giống như là không thuộc bài. Em hát câu trước, em nghĩ câu sau. Mà... Chứ em không có thả lỏng để mà... Cái đó là cái mà nó làm cho cái sự truyền tải của bài hát đối, cái sự thuyết phục đối với người nghe nó không được mạnh. Thì cái đó là cái mà em cần phải chú ý trong những vòng sắp tới nếu mà em được bình chọn vào sâu tiếp. Vâng, em cảm ơn ạ. Và qua đây nữa thì chị cũng muốn nhắc nhở em một điều, đó chính là thật sự ai cũng quý mến em. Cái phong cách và cái nụ cười, cái sự dễ thương
đôi khi nó là láu táu mà một chút gì đó gần gũi với tất cả mọi người và hòa đồng thì ai cũng quý cả, nhưng cẩn thận là nó hơi bị quá nhiều thì nó sẽ làm cho mình mất tập trung vào cái công việc chính của mình, đó chính là học tập, rèn luyện để cho những vòng thi nó được tốt, phải có sự tập trung, thì em bị thiếu cái đó nha. Cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo, và cái điều mà rõ ràng nhất ảnh hưởng đến phần trình diễn của bạn trong chương trình ngày hôm nay đó chính là cái sự mất tập trung, đúng không? Vì cái sự đôi khi lại rất là vui tính và hài hước của mình ở ngoài đời thường. Hãy nhớ rằng tập trung hết sức khi mà mình trình diễn trên sân khấu, và đó không phải chỉ với Thắng đâu mà với rất là nhiều những thí sinh khác của chương trình. Hy vọng rằng các bạn sẽ học được những bài học rất là lớn này, và cơ hội thì không có nhiều để chúng ta có thể rút kinh nghiệm mãi. Xin được chúc cho Việt Thắng sẽ là thí sinh may mắn.